Tôi đã bắt đầu sử dụng máy bay không người lái của Petrobajet từ năm 2017. Năm ngoái, tôi đã trang bị thêm hệ thống gieo xạ ZCE cho máy bay để mở rộng phạm vi dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu trồng lúa từ năm 2018 với diện tích trồng hơn 30 ha. Năm nay, chúng tôi đã giới thiệu hệ thống gieo hạt bằng máy bay không người lái đến mọi người dân ở các huyện lân cận. Trước đây, việc gieo xạ lúa chủ yếu theo phương pháp thủ công. Một nhân công chỉ có thể gieo 3 ha ruộng mỗi ngày. Giờ đây với máy bay không người lái của Petrobajet và hệ thống gieo xạ ZCE, gieo 5 ha lúa giống chỉ mất khoảng 1 tiếng làm việc. Đối với sự phát triển của cây trồng, gieo hạt bằng máy bay không người lái tạo điều kiện thuận lợi cho hạt giống nảy mầm và tăng sức sống của các cây con. Tỷ lệ mạ của nó sẽ cao hơn so với cấy thủ công. Khi thu hoạch các hạt lúa sẽ có giá trị cao hơn. Nhiều chủ trang trại đang bắt đầu áp dụng phương pháp gieo hạt bằng máy bay không người lái vì nó tránh lãng phí hạt giống và duy trì mật độ cây trồng đồng đều. Tiếp theo, tôi đang dự định dùng thử giải pháp mới này để trồng thêm 6 ha ruộng lúa. Chúng tôi sử dụng máy bay không người lái của Petrobajet chủ yếu để phun thuốc trừ sâu bệnh gây hại cho cây trồng. Hiện đã được trang bị thêm hệ thống gieo xạ ZCE. Nó đã được nâng cấp thành một máy bay nông nghiệp đa chức năng. Điều đó có thể áp dụng cho việc gieo xạ lúa hoặc giải phân bón để kích thích cây trồng phát triển. Tôi nghĩ rằng hệ thống gieo xạ trang bị trên máy bay không người lái này thích ứng với những thay đổi của thị trường và phản ánh xu hướng tự động hóa canh tác. Xin cảm ơn quý khách vì đã theo dõi hết video. Mọi thắc mắc xin liên hệ với công ty cổ phần Đại Thành qua số hotline 0981858599.